nghe không được, thấy không được. Trong vắng mang thanh xuân đi tới đâu, tình cờ lại nhận ra nhau lỡ lầm xưa ấy. Đêm lao sao đêm nhớ ai, khi giấc mơ về cô đơn nhớ ai. Một mình lang thang biết đâu lối về. Một lời chưa nói khi mỗi đêm về, một thời đã xa dẫu có e chê. Yêu thương hận ghen rồi sẽ tan theo gió bay. Dù tình xa khuất qua bao kiếp người, nào có ai biết tim em vẫn đợi. Cho dù mai sau ta chẳng còn nơi, từng yêu như riêng đi trái tim mình, từng chôn dấu đi nước mắt nụ cười, từng chọn được chết để sống trong tim người thôi. Từng yêu như mất đi cả chính mình, dành cả ước mơ cho riêng một người. Một mãi mãi là cả phương trời thanh xưa. 26 năm của chúng ta gói gọn trong vậy thôi. Nhưng mà nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ đã gọi là người rất yêu quý Phương Thanh. So
Cõi đời lạc lõng như vô tình, sao quên đi những tháng năm êm đềm hạnh phúc trong tầm tay. Thắp phương xa trong cô hương, tiếng gọi tàu sẽ tan cõi lòng. Xa xa khi mảnh đời hết ạ. Mong manh khói sương vẫn là ngọn gió hay vô tình. Mơ xa xôi trong giấc mơ, bóng người chợt đến ta nào hay. Đôi khi nghe bao xót xa, tiếc thời xuân đã trôi qua mơ. Hãy quên đi ngày xưa, chọn bước tình xưa. Phim truyền hình Giả Từ Dĩ Vãng. Đáng lẽ hôm nay Phương Thanh sẽ hát một bài hát để trả lời cho cái bài này, nhưng mà vì là nhạc phim của VTV3 chưa phát nên Phương Thanh không được hát. Nhưng mà nó rất là liên quan với nhau, giống như hồi nãy Phương Thanh tìm được những bài hát trả lời lại bài hát cũ. Giả Từ Dĩ Vãng có nghĩa là đi trên chuyến tàu gia đình từ Bắc vào Nam, từ miền Trung vào Nam, và không biết vào đây mình sẽ sống như thế nào. Đó là một cuộc mưu sinh. Và vừa rồi trên Chào 2021, Phương Thanh lại một lần nữa hạnh phúc được hát lại bài Giả Từ Dĩ Vãng. Và đồng thời có một người nhạc sĩ ngoài Hà Nội lại sáng tác cho Phương Thanh bài Cuộc Đời Mới. Giả Từ Dĩ Vãng lại tìm được cuộc đời mới. Đó là một cái duyên lành của Phương Thanh. Mà tiếc rằng hôm nay Phương Thanh không được hát bài này, không được lộ trước nhạc phim. Nhưng mà nó có những cái lời nó rất là ăn vào bài hát. Còi tàu xé tan màn sương lạnh. Hay lắm. Cái những cái câu nó trả lời ngược lại cái bài hát, và có những câu, cái lời trong bài hát nó hay lắm. Tất cả là do mọi thứ qua đi, hay là do ta vô tình ta đánh mất. Và từ hơi ấm của bàn tay, khi tất cả bàn tay á, khi mà ấm á, thì nó tượng trưng cho năng lượng mạnh. Cuộc sống nó mạnh mẽ, năng lượng trong người nó ấm áp. Và khi bàn tay mà lạnh đi, không phải do nhiệt độ này nó lạnh, mà nó lạnh đi có nghĩa là trong ta đã mất dần tất cả mọi thứ. Ta lạnh lùng với chính bản thân của chúng ta. Thì lúc đó chúng ta phải làm sao cho hơi ấm bàn tay được tái tạo lại, để mà cái cuộc đời mới nó nằm trong lòng bàn tay của mình. Trên bàn tay nó có đeo hai cái nhẫn đẹp không quý vị? Đó. Với những bài hát Phương Thanh là trong đĩa mới, có những bài hát nó sẽ trả lời lại tất cả những bài hát cũ Phương Thanh. Đó cũng là một con đường mới của Phương Thanh, đúng không ạ?